Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn cách làm cánh gà hấp mỡ hành đơn giản thơm ngon. Món ăn này thì có vị ngon ngọt từ thịt gà nè, vị béo béo thơm thơm của mỡ hành, rất là tuyệt vời luôn. Sau đây thì các bạn hãy cùng làm với mình. Mình đã chuẩn bị là 600g cánh gà. Cánh gà khi mua về thì mình đã rửa sơ qua rồi. Một lát nữa thì mình sẽ sơ chế lại để cánh gà nó được thơm hơn. 60g hành tây, 6 củ hành tím, 1 nhánh gừng nhỏ, 50g hành lá, 1 muỗng canh rượu trắng, 1 muỗng canh muối, nửa trái chanh. Để chút nữa mình sơ chế cánh gà. Mình sẽ cho cánh gà vào thau. Rồi đến muối. Rồi mình bắt chanh vào. Sau cùng thì mình cho nước ấm vào. Mình sẽ trộn lên và để là khoảng 2 phút cho cánh gà nó được thơm hơn và không bị tanh nữa. Khi làm thì ăn nó sẽ ngon hơn nhé các bạn. Rồi mình đem ra ngoài và rửa lại với nước. Sau khi đã rửa sạch rồi thì mình sẽ để ở đây cho nó ráo nước. Bây giờ mình sẽ cắt nhỏ hành lá. Hành lá thì mình sẽ dùng làm mỡ hành, cho nên các bạn nào thích ăn mỡ hành nhiều thì mình có thể tăng lên. Mỡ hành nó béo béo thơm thơm, ăn rất là ngon luôn đó các bạn. Tiếp theo là đến hành tây. Hành tây mình sẽ sắc lát. Gừng mình cũng sẽ sắc lát luôn. Mình sẽ sắc nhỏ hành tím rồi mình băm nhuyễn. Bây giờ thì mình sẽ sắc nhỏ gà. Cánh gà thì nó có hai cái khớp đó các bạn. Mình sẽ cắt ngay hai cái khớp đó cho nó dễ cắt hơn. Sau khi cắt xong, mình sẽ được 3 khúc như vậy. Các bạn có thể để nguyên cánh, mình hấp mỡ hành vẫn được luôn. Các bạn có thể làm gà nguyên con nè, làm đùi gà, làm ức gà theo sở thích của mình nhé. Mình sẽ cho gà vào thau để ướp. Mình sẽ cho vào 1 muỗng canh nước mắm, 1/2 muỗng nhỏ muối, 1 muỗng nhỏ hạt nêm, 1/4 muỗng nhỏ bột ngọt, 1/2 muỗng nhỏ tiêu, 1 muỗng nhỏ đường, 1 muỗng canh dầu hào để gà được thơm hơn. Một muỗng canh rượu trắng,
mình cho hết cái phần hành tím băm vào luôn. Một phần tư muỗng nhỏ bột nghệ. Nếu không có thì các bạn có thể bỏ qua. Bột nghệ sẽ giúp cho cánh gà của mình nó có màu vàng đẹp hơn. Rồi mình sẽ trộn đều lên và ướp cánh gà trong vòng 20 phút. Thỉnh thoảng trong lúc ướp thì mình cũng lại, mình trộn lên để cánh gà nó được thấm đều hơn. Bây giờ thì mình sẽ làm mỡ hành. Mình sẽ cho vào 50ml dầu ăn, rồi mình nấu cho dầu nó sôi lên. Mình dùng đũa, mình xem thử. Nếu thấy dầu đã sôi rồi thì mình sẽ cho vào hành. Mình trộn đều lên. Như vậy là mình đã có một chén mỡ hành rồi. Mình sẽ cho gà ra ngoài á, để mình đem đi hấp. Các bạn có thể cho vào sửng, vào tô hay vào những cái dĩa nó có lằm sâu á. Rồi mình sẽ cho hành tây và gừng lên trên. Mình sẽ cho vào là hết cái nước ướp gà luôn. Mình cho gà lên nồi để hấp và mình hấp trong vòng đó là 20 phút. Sau 20 phút thì mình sẽ dở ra để mình xem thử. Các bạn dùng cây đũa mình xiên thử vào gà. Nếu như thấy gà nó chín mềm như vậy á thì là được rồi. Mình sẽ tắt bếp. Cuối cùng mình cho mỡ hành lên. Như vậy là mình đã làm xong rồi. Bây giờ mình đem ra ngoài và thưởng thức là được rồi. Cánh gà thì nó có màu vàng vàng, cùng với đó là màu xanh xanh của hành, nhìn rất là hấp dẫn luôn. Mình mời các bạn nhé. Thịt gà ăn vào rất mềm, có vị ngọt đặc trưng của gà, vị béo thơm của mỡ hành, còn có mùi thơm phức của hành tây và gừng nữa. Món này mình ăn chung với cơm thì rất là ngon luôn. Mình cho vào một miếng gà, rồi rưới cái nước sốt lên trên á, nó rất là ngọt và thơm luôn. Vậy là video của mình đến đây cũng đã kết thúc rồi. Mình cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video của mình nha. Và nếu hay thì hãy cho mình một lượt like, một lượt đăng ký và ấn vào nút chuông để có thể nhận thông báo về những video sau của mình sớm nhất. Còn bây giờ thì mình xin chào và hẹn lại các bạn ở những video lần sau.